Cô Thanh Lắm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu từ vựng tiếng Anh về chủ đề sức khỏe. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Hắt xì hơi. Sneeze. 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 Ho. Cough. 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 Sốt. Fever. 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 Chảy nước mũi, sổ mũi. Runny nose. Runny nose. Runny nose. Cảm lạnh. Cold. 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 Bạn bị sao vậy? What's wrong? What's wrong? Tớ bị ho. I have a cough. I have a cough. Bạn bị sao vậy? What's wrong? What's wrong? Tớ bị cảm lạnh. I have a cold. I have a cold. Vậy? What's wrong? What's wrong? Tớ bị hắt xì hơi. I have a sneeze. I have a sneeze.